Khởi đầu mới đã tiến hành, cảm giác thật sự rất không tồi. Vài ngày tiếp theo, lạc ấn thứ 6 có thể tăng lên lục giai rồi. Lạc ấn này lấy vũ hồn kiếp trước của hắn mệnh danh đi, kêu gọi là làm ngân hoàng. Một ngày nào đó, mình sẽ để cho làm ngân hoàng này khôi phục vinh quang giống kiếp trước. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam bận rộn nhiều việc, ban ngày làm công tu luyện, buổi tối lại đến kho bảo mật tiếp tục tu luyện. Sinh mệnh năng lượng tầm bổ thân thể thật sự quá tốt, đã cho kho bảo mật học viện xa lý. Đường Tam về sau cũng không cần mua thiên tài địa bảo để tu luyện. Hắn không những hấp thu năng lượng cây dây leo để tăng lên cấp độ lạc ấn, mà còn có thể hấp thu năng lượng thiên tài địa bảo để tầm bổ bản thân. Chỉ 5 ngày trôi qua, hắn đã có cảm giác thoát thai hoàn cốt. Thầy cho học viện kiếu thục đều cảm thấy Đường Tam gần đây đã trổ mã, cao lớn hơn, thân thể giống như cũng rắn chắc hơn, ngũ quan nảy nở hơn nhiều, càng nhìn càng thuận mắt. Cuối cùng cũng tới lúc xuất phát đi rèn luyện lần hai. Sáng sớm, 5 người Đường Tam chỉnh đốn, chuẩn bị xuất môn, ăn qua điểm tâm, Quan Long Giang gọi 5 người lại một chỗ. Ta biết lần trước các người có thu hoạch rất lớn, thực lực cũng tăng lên nhiều, nhưng ta muốn nói rằng thành công lần trước có thành phần vận khí rất lớn, nhưng vận khí tốt không phải lúc nào cũng đi theo các người. Nói đến đây, dường như ý thức được điều gì đó, Quan Long Giang vô thức nhìn thoáng qua Độc Bạch, ho khan một tiếng nói tiếp, cho nên các người phải nhớ kỹ, lần rèn luyện này không chỉ vì tăng lên kinh nghiệm thực chiến của các người, quan trọng hơn là để cho các người biết thế nào là xù cát tị hung, bảo vệ tốt chính mình mới là có thể sinh tồn, an toàn vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu, chỉ khi nào sống mới được có tương lai. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Vũ Băng Kỳ nói, Băng Kỳ, ngươi là đại sư huynh, nhất định phải làm gương cho các sư đệ sư muội, là người dẫn đầu phải lấy an toàn làm trọng, ngươi hiểu chưa? Vâng, lão sư. Vũ Băng Kỳ lúc này cung kính đáp, nhưng ánh mắt lại liếc qua Đường Tam một cái. Dẫn đối, đây là việc hắn có thể làm sao, chỉ sợ là trên danh nghĩa. Quan Long Giang nhìn xem ánh mắt của Vũ Băng Kỳ, nhìn chăm chú vào Đường Tam. Tiểu Đường, ta biết ngươi nhiều mưu kế, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù ngươi thông minh cỡ nào, có thiên phú ra sao cũng không thể tùy ý mạo hiểm, bởi vì có liên hệ đến sinh mệnh đồng đội của ngươi. Lần trước các ngươi bị thương cũng nhiều, khi ngươi xúc động muốn mạo hiểm, phải nhớ rõ ràng thở khang xịt nữa tán thân trong miệng hổ. Vâng, quan lão sư, Đường Tam lúc này đáp ứng một tiếng. Lúc này hắn căn bản không tập trung được, trong lòng còn đang tính thời gian bên Mỹ công tử xuất phát. Đúng vậy, dù không cùng thời gian nhưng điểm đến giống nhau, hắn muốn quan sát nhiều hơn, duy trì khoảng cách nhất định với Mỹ công tử, không thể đến quá gần, tránh việc bại lộ, cũng không thể rời đi quá xa, vạn nhất nàng gặp nguy hiểm mình không kịp tới giúp nàng thì phải làm sao. Tốt, lên đường đi. Quan Long Giang rất tự nhiên nhìn thấy Đường Tam không tập trung, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có nghe được mình nói hay không đây? Nói lần trước bọn họ gặp may, nhưng với Độc Bạch chỉ là có tu vi tam giai, bọn họ đã có thể đào thoát từ trong miệng sáp sĩ hổ, mà còn giết được một đầu thất giai đỉnh phong, thu hoạch cũng lớn hơn nhiều so với hai tổ kia. Nhất là Độc Bạch cùng với Cố Lý tiến giai, làm cho toàn bộ học viện cứu thục rất phấn khởi. Tổ chức vốn muốn đem Độc Bạch cùng Cố Lý đi tới địa phương an toàn hơn, nhưng thiên hồ biến cùng thì quang biến tăng lên, chuyện này tạm thời gác lại, bởi vì nơi này có lẽ thích hợp hơn cho bọn họ tu luyện. Hiện tại Độc Bạch đã đến tứ giai, Cố Lý cùng với Trình Tử Tranh đều ngũ giai, Đường Tam và Vũ Băng Kỳ là lục giai, một tiểu độ như vậy tổ chức khiếu tục cũng không có mấy cái. Vũ Băng Kỳ là đệ tử đích truyền của Quan Long Giang, đệ tử này tiến bộ như thế nào Quan Long Giang đều biết rất rõ. Đối với việc Đường Tam chỉ điểm Vũ Băng Kỳ khống chế băng nguyên tố, Quan Long Giang cũng biết Vũ Băng Kỳ không giấu giếm chuyện gì với hắn. Quan Long Giang biết được bí quyết trong đó cũng phải cảm thán, hắn thậm chí cảm thấy Đường Tam giống lão sư của Vũ Băng Kỳ hơn mình. Mà từ khi Đường Tam đến, tuy rằng Vũ Băng Kỳ không tấn sai nhưng mà thực lực tăng lên cực nhanh. Đối với cảm ngộ của mình ứng dụng băng nguyên tố như vậy, bây giờ Vũ Băng Kỳ đã tiếp cận lục giai đỉnh phong, đột phá thất giai chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây đều là cải biến sau khi Đường Tam đến. Vì thế tổ chức đã điều tra nhiều lần lai lịch của hắn, nhưng kết quả cũng không khác gì. Quan Long Giang không nói cho Đường Tam biết, Kiếu Thùng cũng muốn đưa lão sư vỗ lòng Vương Diên Phong cùng với ba huynh đệ Vương Gia và Lăng Mộng Tuyết đi. Quan Long Giang cũng muốn nhìn một chút, xem trong bọn họ còn có thiên tài nào như Đường Tam hay không. Lên đường đi, Quan Long Giang ra lệnh, tiểu đội Đường Tam chính thức xuất phát đi rèn luyện lần hai. Các học viên đều nhìn bọn họ, tu hoạch lần đầu tiên của tiểu đội này các học viên đều rất rõ ràng, cho nên lúc đi lịch luyện, các học viên đều nghĩ, những việc nhóm Đường Tam làm được bọn họ cũng làm được, dù không làm được cũng không kém quá nhiều, nhưng sự thần chênh lệch khá xa, bọn họ đã rất cố gắng nhưng khi đối mặt với yêu thú vẫn là luống cuống tay chân, nếu như không có các sư phụ phản ứng kịp thời, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ra đại
thương vong, còn thu hoạch càng khó nói lên lời. Hiện tại tiểu đội đường ta muốn đi rèn luyện lần hai, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, rốt cuộc là bọn họ vận khí tốt hay là năng lực của bọn họ siêu việt hơn. Cũng không phải không có người muốn gia nhập tiểu đội này, ví dụ như là Trương Trạch Bân bị Cố Lý đánh tơi bời vô cùng muốn gia nhập. Hắn thật sự không hiểu tại sao đi rèn luyện về, bại tướng dưới tay mình lại đánh mình đến nỗi không thể hoàn thủ. Các lão sư cũng xác định, kiểm chứng lại một lần năng lực của tiểu đội đường Tam, sau đó cân nhắc phân lại tổ đội. Rời khỏi học viện cứu thục, tiến vào gia lý sân mạch, mọi người đều quen đường mà đi. Vũ Băng Kỳ đi tuốt ở đằng trước, Trình Tử Tranh phi hành tần thấp, Cố Lý cùng Độc Bạch đi ở giữa, đường Tam đi cuối cùng. Năm người rất nhanh đi về phía trước, cũng nhanh chóng khuất sau núi rừng. Độc Bạch, ngươi cảm thấy vận khí lần này của chúng ta như thế nào? Cố Lý đụng đụng vào Độc Bạch bên cạnh của mình hỏi. Độc Bạch lúc này cười ha ha đáp, có ta ở đây, chúng ta đương nhiên thuận buồm xuôi gió, tốt không thể tốt hơn. Cố Lý nhếch miệng nói, và biểu tướng ta phát hiện ra gần đây người rất thoải mái. Gần đây tinh thần của Độc Bạch quả là khác trước. Trước khi đây hắn bị mọi người gọi là vật biểu tượng, nhưng kỳ thật cái gì cũng kém nhất, chính hắn cũng cảm giác không ngẩng đầu lên được. Nhưng khoảng thời gian này trông hắn thần thái sáng láng, ngẫu nhiên có thể chiều chọc sư huynh sư tỷ hoạt bát hơn nhiều. Ta tin ở thực lực, ngươi hiểu không? Độc Bạch có một chút bất đắc dĩ nói. Tinh thần lực lượng tiếp tục tăng trưởng, thực lực được đề thăng, tốc độ tinh thần lực lượng hóa lỏng cũng không ngừng tăng. Từ cực ma đồng cũng có hiệu quả rõ ràng. Những thứ này hắn đều cảm nhận được. Hắn biết rằng mình nhất định có thể đột phá ngũ giai. Hắn tự tin như vậy, tinh thần làm sao có thể không tốt? Hơn nữa hắn còn có thể ứng dụng từ cực ma đồng đánh sâu vào tinh thần của đối phương, không giống trước kia trói gà không chặt. Đi khoảng chừng 2 giờ, bọn họ đã tiến sâu vào trong gia lý sơn mạch. Vũ Băng Kỷ lúc này hạ lệnh nghỉ ngơi. Năm người tìm một nơi có địa thế tương đối cao dừng lại nghỉ ngơi. Đường Tam nói, lúc làm công ở học viện gia lý, ta có nghe nói bên đó còn có một nhóm đệ tử đến gia lý sơn mạch rèn luyện, rất có thể sẽ đến cùng một nơi với chúng ta. Tranh thủ sư tỷ, khi ngươi đi trinh sát có cơ hội thì quan sát bọn họ một chút, xem bọn họ có gần chúng ta hay không. Nếu có thì đang ở nơi nào. Tốt nhất là chúng ta nên biết rõ phương hướng của bọn họ, sau đó bảo trì một khoảng cách nhất định. Được, bọn họ rất mạnh sao? Trinh Tử Tranh rất có hứng thú hỏi thăm. Đường Tam gật đầu nói, rất mạnh. Hoàng Kim Sư Tử Cầu là bát giai, là đối thủ của bọn họ không thể đối phó, tất nhiên là giữa tình huống không có chấn trưởng lão sư giúp đỡ. Qua đối thoại giữa Hoàng Kim Sư Tử Cầu và Mỹ Công Tử, bọn họ bên kia là không có lão sư đi cùng. Dù sao thì Hoàng Kim Sư Tử Cầu là người thừa kế Hoàng Kim huyết mạch. Nếu suy nghĩ của Đường Tam chính xác, Mỹ Công Tử là yêu hoàng huyết mạch, có đỉnh cấp huyết mạch tồn tại. Tổ hợp như vậy còn có thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với kiểu giai yêu thú. Vũ Băng Kỳ hơi cong mày nói, sao lúc trước ngươi không nói? Đường Tam nói, ta sợ các sư phụ lo lắng quá mức ảnh hưởng đến chúng ta đi rèn luyện. Chúng ta có tranh thử sư tỷ chính xác, chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ hẳn là không có vấn đề gì. Thực lực của chúng ta cũng không giống lúc trước, ta còn có thứ muốn đưa cho các ngươi. Nói xong, Đường Tam từ túi chữ vật của mình lấy ra vài đồ vật. Nhìn từng kiện đồ vật đen như mực tàn mắt ra vài điểm kim quang, mọi người đều có chút kinh ngạc. Những đồ vật này nhìn qua dường như là vũ khí, nhưng bọn họ chưa từng thấy chúng bao giờ. Cái này là... Vũ Băng Kỷ kinh ngạc nói với Đường Tam. Đường Tam đáp, đây là vũ khí do ta cùng một chấn trưởng lao sư cùng nhau nghiên cứu. Lúc đầu là muốn trang bị cho Độc Bạch sư huynh, để hắn có thêm thực lực chiến đấu. Về sau ta nghĩ không thể bên trong bên kinh, nên làm cho mọi người một ít. Những vật này gọi là ám khí, chúng đều thông qua một bộ phận cơ quan mà phóng ra, cho nên người bình thường cũng sử dụng được, uy lực tương đối lớn. Ta căn cứ vào trong đặc điểm của mỗi người các người mà lựa chọn chế tạo. Tranh tử sư tỷ, hai thứ này cho người. Nói xong, Đường Tam đưa ra một ám khí hình cung nỏ, có dây leo đưa cho Trình Tử Tranh, còn có một đồ vật hình ống dài. Bởi vì thời gian cấp bách nên số lượng ám khí chế ra có hạn, một số ám khí có uy lực cường đại cũng cần nhiều thời gian hơn để chế tạo. Bản thân của Đường Tam cũng không đủ bộ, chưa nói đến phần cho mỗi người một bộ. Đây là cái gì? Nhìn thấy đồ chơi mới, người trẻ tuổi đương nhiên rất có hứng thú. Trình Tử Tranh tiếp nhận hai kiện ám khí, chúng khá nặng, phía bên trên tỏa ra hào quang lập lòe, càng thêm phần thần bí. Đường Tam mỉm cười nói, đây là vô thành tụ tiễn, người đeo nó lên trên lưng, nhìn kỹ bà mũi tên này, khi mà người cúi đầu, những mũi tên này sẽ từ sau đầu của người bắn ra. Nếu người bắn ra trong lúc phi hành, uy lực sẽ càng lớn, khuyết điểm chính là chỉ có một lần bắn, muốn phóng tiếp thì là cần lắp thêm mũi tên. Những mũi ám khí này đều được làm từ ô kim, vô cùng trân quý, cho nên khi bắn xong cần chú ý thu tên lại. Ta đưa cho các ngươi chỉ có 2 phần mũi tên, nếu như dùng hết không thu lại thì không còn nữa.
Kiện kia là hàm sa xạ ảnh, tương đối nhẹ, đeo trên cổ tay phải. Chỉ cần ngươi vẫy vẫy cổ tay, ám khí sẽ bắn ra. Nơi này có cơ quan, có thể quyết định số lượng ám tiễn bắn ra là 1 mũi hay là 3 mũi. Khi giảng thuật phương pháp sử dụng ám khí cho mọi người, trong lòng của Đường Tam có điểm hoài niệm, dường như đã quay trở lại kiếp trước. Năm đó hắn từng bước đi tới đỉnh phong,